Bây giờ quý vị thấy cái Photoshop CS6 đặc biệt nó hơi khác CS5 một chỗ á, là nó có thêm cái bảng là BR64 bit. Trong khi CS5 á là nó chỉ là BR thường 32 thôi. Bây giờ mình lý giải về vấn đề 64 32 nó khác nhau làm sao nè. Máy tính bây giờ phần lớn là nó chạy tất cả cái phần cứng của nó đó là 64 bit hết. 64 32 có nghĩa là lũy thừa 64 và lũy thừa 32. Nó mở rộng. Trước giờ chúng ta sử dụng như giống như là cái nền phần cứng mình là 64, mình chạy Windows 32 bit á thì gọi là chạy là kiểu thắt cổ chai. Nghĩa là cái tiềm năng mình rất lớn. Nhưng mình chạy giống như cổ này, nó nhỏ này. Mình tự làm cái máy mình nó yếu. Cho nên á phần mềm nó cũng vậy. Đó, 64 là nó khai thác hết tất cả những cái công năng của phần cứng 64 bit. Nói tóm lại một cách nôm na đơn giản dễ hiểu là 64 chạy trên nền phần cứng 64 và Windows 64 nhanh hơn. Dễ hiểu vậy thôi. Nếu các bạn không tin thì các bạn có thể thí nghiệm. Như vậy thì thống nhất là chúng ta nên tận hưởng những cái mạnh nhất của phần mềm. Nhưng mà đặc biệt với Photoshop á, thì có khi mình chạy 64, có khi mình chạy 32. Bởi có những phần mềm nó không viết, phần mềm là phần mềm plugin nó không viết cho 64. Nó cũ nó phải xài trên bản 32. Nên chính vì lý do đó mà tại sao người ta lại thiết kế 64 còn 32 làm gì nữa? Là để chi? Để có những phần mềm quá hay mà người ta chưa viết cho 64 thì mình vẫn dùng được trên cái nền 32, dùng tạm được. Cho nên nhiều khi mình hiểu vấn đề và hiểu tới, nhiều khi mình hiểu một cách không tới, mất công là mình là thứ một chiều. Thì như vậy những vấn đề mà xử lý được 64 thì chúng ta nên xử lý trên 64. Thì trong trường hợp này BR nên xài 64, nó nhanh hơn, tốt hơn. Bây giờ tôi sẽ ứng dụng cái BR này để xử lý hình để thiết kế album. Thì đây là cách làm cũ của đa số nhiều người. Đó là mở những tấm ảnh. Những tấm ảnh coi như là gốc lên xử lý xong. Rồi sau đó mới tính tới cái hướng là trình bày như thế nào. Chứ không có một cái định hướng trước. Thì ví dụ như trong trường hợp này, tôi lấy một cái hình, những hình hình này nha, hình cưới này. Ví dụ chúng ta lấy cái hình áo vàng này. Thì bây giờ mình sẽ chọn, mình coi hình trước nè, mình duyệt hình, mình lựa những tấm nào mà mình thấy ok thì mình coi như mình đánh dấu nó. Vì trên những cái bộ đồ thì chúng ta lựa một cái bộ đồ duy nhất đi ha. Design trang trên một cái màu sắc áo khác nhau. Cho nên quý vị chụp ảnh đó, quý vị chịu khó là mình tính ngay từ lúc mình chụp, cái gì không cần thiết mình bỏ đi, chứ mình để nhiều quá lúc mình lựa đuối luôn. Đuối chứ không phải đơn giản đâu. Thì giống như trong trường hợp này là hai tấm ảnh này cùng nhảy lên, phải tính ngay lấy tấm nào. Tấm này là thua rồi, tấm này cũng cái chân thua rồi, nên chữa cháy thì lấy được, cho nếu mà giả sử mà để mà chọn một tấm ảnh rồi đặc sắc thì hai tấm này không thể dùng được. Rồi bây giờ mình tính những tấm này. Tấm này là một cái chân cũng không được nè, thì tấm này có thể lấy được. Ví dụ tấm này có thể lấy được thì mình bấm Ctrl số 5 là cho 5 sao, cho 5 điểm. 5 điểm là coi như là cao nhất. Ctrl số 4 là 4 điểm. Đấy nha. Đây. Ctrl số 0 là chở bình thường nè. Ctrl số 4 là 4 điểm nè. 4 điểm nè, Ctrl số 3 là 3 điểm, Ctrl số 5 5 điểm. Nó 5 điểm. Mà Ctrl số 6 á là đánh dấu đỏ. Là quan trọng đó. Thì cái này chẳng qua là để gì, để đánh dấu để mà cho thấy là mình chọn hình thôi, tốt nhất thôi. Thì khi sau đó mình đánh dấu đây nè, đó coi như 5 sao nè, với màu đỏ luôn nè, là được bao nhiêu tấm đây nè. Dù những cái này mình không không muốn cho đỏ nữa, mình bấm hình cho thứ sáu mình bỏ đi, thì như vậy nó còn đúng con tấm này thôi, vừa đỏ vừa 5 sao có con tấm này. Để mình lọc, nó gọi là filter, để mình lọc cho nó dễ, mình bỏ ra để trở bình thường trở lại. Thì đây chẳng qua là để hỗ trợ cho việc chọn hình được tốt hơn thôi. Thì coi như một tấm, lựa tấm này và ba tấm đứng này nha, chúng ta coi tấm nào lấy được. Trong ba tấm đứng này dĩ nhiên thấy chỉ mỗi tấm này là tạm nhất trong ba tấm này thôi, thì coi như nó thẳng ra thì ba cái mình chọn cái tối ưu chứ bỏ hết thì cũng không ổn, mình cũng nên chọn cái. Rồi số 6 số 5 và những tấm này. Đây, những tấm này nha. Ta sẽ lựa một tấm.
cho nó dễ, từng Đây cặp nhớ một hay đi. quá ha. Đây hai tấm Ừ cái này, gì nó hay quá. hai tấm này chúng ta lấy tấm nào được đây? Cái mà hai này cũng dễ thương, màu cũng dễ thương. Cái nào cũng được hết ha. Thì bây giờ mình sẽ lấy cả hai, nếu như lấy hết tới cả hai, 6 là 5 cùng lúc. Rồi bây giờ tuyển cặp này. Đó. Cái này bỏ nè. Cái này hai, cái này được nè. Tôi là chọn hai tấm này. Theo khả năng tôi chọn hai tấm này, nó tự nhiên, cái này Dạ và đúng rồi. cái này thì hai này vứt đi rồi. Dạ đúng rồi. Thì coi sắm 3 với sắm 4. Rồi. Tiếp. Tấm này không ổn, mấy tấm này là không ổn. Ba tấm này không có ổn. Cái Không tấm này nói được điều store gì hết, nhiều không không? được. Nhiều không? Chắc nhiều rồi nhỉ. Để cho cái gì dọn đẹp cho lấy. Giờ từng cặp cho nó dễ. Đó, hai tấm này. Qua luôn Ánh hả? sáng thua. Dạ. Này ánh sáng thua, này Ánh dán sáng không thua có được hả? gì hết. Ánh sáng thua chơi màu. Cái này thì cũng tạm được thôi. Ha. Có thể chọn tấm này tạm được, nếu mà giả sử Dạ. trong hai tấm này chọn tấm này tạm được. Nè thì đang để cũng giờ lấy những cái hình đó là lấy đúng không? Lấy để mà mình xử lý đó. Mình vô đây chọn cũng hay ghê Mình ta. chọn thì mình chọn có gồm gì? Ánh sáng, màu sắc, Style. cái kiểu dáng và gì? Và phong cách. Đó là style đó. Cho nên nó còn độ nét nữa, hình nữa. Bây giờ sau mình chọn xong mấy này chắc bỏ hết rồi, không thể được rồi. Cái này thua rồi. Đó thì bây giờ sao mình chọn được mớ rồi nha, mình nhấn vô đây nè. Đó, giờ cuối cùng còn lại 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 tấm. Giả sử được 7 tấm. Bây giờ lấy hết 7 tấm này để xử lý nè. Nhưng mà tôi lọc lại lần nữa nha. Cái này tôi thấy thua nè, thua cái mũi nè, để kỹ nè. Vậy là xử lý phê lắm, mình phải loại bỏ từ từ. Bỏ này chắc chắn rồi, không thể lấy được cái mũi của cô dâu nè. Vậy là thua rồi. Rồi bỏ. Rồi bây giờ mình sẽ tính tiếp. Hai tấm này thì mình sẽ lựa coi tấm nào là ok nhất. Giữa hai tấm này thì cái chân nào cũng thua hết. Nếu mà về cái dáng dễ thương tấm này hay hơn thì tôi phải bỏ tấm này thôi. Thứ nhất tấm này nó dở chỗ nào nè. Tôi đang phân tích cho quý vị cách để chọn ảnh một cách gọi là như thế nào cho đúng đắn. Thứ nhất là cái kiểu dáng của chú rể đứng kỳ này, thứ hai cái tay cô dâu này, cái này nè. Nó không hay nè, nó che mất cái vòng một luôn đây chứ nè. Nó gương mặt cũng kỳ nè, thấy không? Đó, thì cho nên nó trong hai tấm này thì tôi phải lựa tấm này, nghĩa là chúng ta phải anh dũng hy sinh chứ đừng có nuối tiếc. Nên nhiều khi mà mình cái dở nhất của người chụp ảnh á mà cho họ ổng chọn ảnh á, cho người chọn ảnh cũng là người chụp họ tiếc đủ thứ á. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn kiếm một người hiểu biết ảnh chọn. Sau khi chọn hết đi, nếu không đủ mình lại lấy những cái cũ ra mình lại chọn lại. Đối đế lắm phải lấy những hình cũ. Cho nên giờ mình bắt buộc vứt tấm này. Rồi thì bây giờ được một tấm nè. Tấm này thì tạm được là hai nè. Rồi trong ba tấm này nha, thể lấy hết được đúng không? Tạm thời có thể lấy được, nhưng mà cái tay cái này thua nè. Phải tính từng chút một như vậy đó quý vị. Cái tay này thua nè. Xử lý cũng được mấy không mà nó sẽ không có được đẹp lắm, cực cho mình. Nếu bất đắc dĩ lắm phải lấy thì phải lấy, chứ xử lý này nó sẽ không đẹp. Mình mới nên chọn giải pháp nào hoàn hảo nhất. Như vậy tôi cũng sẽ bỏ tấm này luôn. Như vậy tôi chỉ còn 4 tấm thôi. Rồi tôi sẽ lấy 4 tấm này để tôi sẽ trình bày cho một cái album. Tôi sẽ xây dựng một cái album trên 4 tấm này. Rồi như vậy vấn đề thứ nhất của mình là chọn ảnh bằng BR, đó là cách để chúng ta chọn Rất ảnh là đó. hay.